tình đồng minh trên vai chiến đấu bên nhau. Việt Nam, America, Việt Nam. Như miền thân ái chào tất cả quý khán giả của đài VNA TV trên băng tần 57.3 tại Little Sài Gòn, miền Nam California, miền Bắc California trên băng tần 16.10 và Houston, Texas trên băng tần 27.4. Đây là chương trình sinh hoạt cộng đồng những tin tức liên quan đến đại dịch COVID-19. Ngày hôm nay là ngày chiến sĩ trận vong của Hoa Kỳ, là một ngày lễ quan trọng của đất nước Hoa Kỳ, nhất là trong đại dịch này. Tổng thống, phó tổng thống, đệ nhất phu nhân, bộ trưởng quốc phòng cũng như nhiều giới chức của nội các đã tới công viên quốc gia Arlington, nghĩa trang Arlington để đặt vòng hoa. Sau đây mời quý vị chúng ta thấy cái buổi lễ này diễn ra vô cùng long trọng, và chúng ta thấy trên màn ảnh truyền hình, ngoài tổng thống, đệ nhất phu nhân, phó tổng thống và bộ trưởng quốc phòng Mark Esper, chúng ta còn thấy nội các, còn có ngoại trưởng Mike Pompeo, bộ trưởng tài chính Steven Mnuchin và bà Bộ trưởng Bộ Giao thông cũng có tham dự trong buổi lễ sáng nay. Tổng thống được mời để đặt tay một cách trang trọng lên biểu tượng của vòng hoa. Tổng thống, nội các, tất cả người dân Hoa Kỳ trong ngày hôm nay là ngày để nhớ ơn đến những người chiến sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc Hoa Kỳ. Order, right shoulder, arms.
Chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau vài phút quảng cáo. Quý vị vui lòng đừng rời khỏi màn ảnh của đài. Cảm ơn quý vị. Việt Nam American, Việt Nam American, tình đồng minh trên vai chiến đấu.